Đây là nhóm những người nghiện mua sắm, đồ xăng giảm giá. Họ lập tức tràn vào mua sắm tranh giành. Cô gái Rebecca ngay cả khi đã sử dụng rất nhiều tiền ở thẻ tín dụng, vẫn không thể kiểm soát ham muốn mua sắm của mình. Khi cô ấy còn là một cô bé, có những giá trị thực tế và những giá trị theo ý mẹ mình. Giá thực tế có thể khiến mọi người lấp lánh trong 3 tuần, giá trị theo ý mẹ chỉ là những thứ bình thường, có thể tồn tại suốt đời, được nuôi dưỡng bởi mẹ, một người thích mua hàng giảm giá. Rebecca cũng đã nối bước theo mẹ mình, thậm chí cô còn có đến 12 cái thẻ thanh toán. Cô ấy không thể kiểm soát được bản thân, khi cô ấy nhìn thấy các sản phẩm mới trong cửa hàng, sẽ khơi dậy cảm giác yêu đời, vui mừng hơn cả nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, nhưng chỉ khi nhìn thấy hóa đơn dài miên man của mình, cô ấy sẽ liền bình tĩnh lại, cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng ai đó đã đánh cắp thẻ tín dụng của mình, nếu không trên hóa đơn, sao lại có nhiều sản phẩm không thể giải thích được. Để đến gần hơn với thế giới thời trang mà cô ngưỡng mộ, cô ấy đã bí mật bỏ phiếu cho bản lý lịch của tạp chí thời trang mà không nói với công ty. Hôm đó, cô đã nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá trên đường, cô ấy tự nhủ là không mua nữa, nếu không sẽ không có cơm mà ăn. Tôi tin rằng nhiều cô gái đã từng hứa như vậy, nhưng nó là điều tôi thích nên tôi sẽ nghĩ ra hàng ngàn lý do để thuyết phục bản thân mua nó. Nó sẽ làm cho đôi mắt của tôi trông to hơn, kiểu tóc trông đắt tiền hơn, có vẻ mọi thứ rất ổn, chỉ cần mua nó và tự tin trong cuộc phỏng vấn. Rebecca không thể cưỡng lại ham muốn bên trong của mình. Cô ấy mang khăn ra để tính tiền, nhưng một vài thẻ tín dụng đã bị từ chối. Nhân viên nói đây là mặt hàng giảm giá cuối cùng. Rebecca chạy như điên. Cô ấy định đến một quầy hàng gần đó, mua thứ gì đó để đổi lấy tiền lẻ. Điều này quá điên rồ. Để thuyết phục người đàn ông đổi tiền, thậm chí cô còn nói dối rằng chiếc khăn đó là mua cho bà nội bệnh nặng nằm bệnh viện. Người đàn ông đứng cạnh cảm thấy rất cảm thông khi nghe điều này, liền trực tiếp đổi tiền cho cô. Rebecca tự tin chạy đến tòa nhà phỏng vấn với chiếc khăn màu xanh lá cây, nhưng họ thông báo rằng đã tìm được người phù hợp để tuyển dụng. Không muốn tốn công vô ích, Rebecca nghe theo lời anh trai lễ tân, đã đi đến phòng tạp chí tài chính bên cạnh để phỏng vấn, nhưng không ngờ biên tập viên của tạp chí sẽ phỏng vấn đó là người đàn ông đã đổi tiền lẻ cho cô ấy. Rebecca hoảng sợ, cô ấy chạy ra khỏi văn phòng và ném chiếc khăn dưới máy tính. Lời nói dối vừa nãy khó có thể nào lấp đầy, dù Rebecca có giấu nó đi chăng nữa. Quá trình phỏng vấn của cô ấy vẫn còn khủng khiếp, không thể che giấu rằng cô ấy là một đứa ngốc không hiểu gì về tài chính. Càng xấu hổ hơn nữa là cô trợ lý gõ cửa và mang khăn quàng cổ cho Rebecca. Đây chỉ đơn giản là cảnh chết chóc. Biên tập viên nhìn Rebecca thấy rất buồn cười. Rebecca không biết phải nói gì, cô ấy chỉ có thể chạy trốn. Phỏng vấn không thành công, càng bất hạnh hơn nữa, công ty cũng sẽ sớm đóng cửa. Rebecca lo lắng nhìn đống hóa đơn, để không bị chủ nợ siết cổ, cô quyết định viết thư giới thiệu cho các tạp chí thời trang. Lá thư của cô ấy một cách tình cờ, nó đã đến hộp thư của tạp chí quản lý tài sản, và trong họa có phước. Bản tự giới thiệu của cô đã gây ấn tượng với tổng biên tập và vượt qua cuộc phỏng vấn, nhưng nhiều điều hài hước đã xảy ra trong ngày đầu tiên đi làm. Chẳng hạn như mài bút chì trong cuộc họp, mác của kính còn chưa được tháo ra. Được giao nhiệm vụ viết một bản phân tích tài chính hết sức là đơn giản, nhưng lại vào Google gõ chữ và tìm kiếm thông tin. Rebecca không thể làm được gì. Cô ấy không biết gì về công việc kinh doanh này. Tổng biên tập là Luke, bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong nhiều tiền. Không những không trách cô mà còn đưa cô đi xem thuyết trình, dạy cô ấy cách viết bản thảo quản lý tài chính, công việc mới đang theo đuổi. Rebecca dần sắp xếp mọi thứ của cô ấy theo thứ tự. Cô ấy cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Rebecca đã thề không mua bất cứ thứ gì nữa, bỏ đôi giày xuống. Một giây tiếp theo, một cô gái khác nhặt đôi giày đó lên. Rebecca hối hận ngay lập tức, cô ấy giành lại giày với cô gái. Một ngày chiến đấu, Rebecca đã mua rất nhiều thứ không cần thiết. Cô ấy cảm thấy hơi trống rỗng, nhất là khi cô ấy nhìn thấy chiếc áo khoác ca sơ mi mình cướp đi. Nó không phải là ca sơ mi nguyên chất, đau lòng đến khó thở. Nhưng cảm hứng viết thuyết trình của cô ấy đã đến. Viết đoạn văn này. Your store card is like a 50% off cashmere coat. First time you meet, he promises to be your best friend. Cô ấy giải thích lý do phụ nữ thích mua quần áo và đã viết một bài báo với kinh nghiệm của một người nghiện mua sắm. Các bài viết để quản lý tài chính của mình, thật bất ngờ, doanh số các bài báo và tạp chí nổi tiếng tăng vọt. Những người không thường đọc tạp chí tài chính đã mua tạp chí để đọc, tạp chí bán đắt như tôm. Tại thời điểm này, các chủ nợ của Rebecca đột nhiên gọi đến công ty. Luke muốn trả lời điện thoại, Rebecca lo lắng vội cúp máy và nói dối rằng công ty chủ nợ là bạn trai cũ của cô. Rebecca rất hoảng sợ. Cô chạy về nhà hỏi vay bố mẹ để trả nợ, nhưng cũng không mong đợi gì tiền tiết kiệm của bố mẹ vì họ đã đọc bài báo về tài chính của cô ấy nên đã mua một chiếc RV mà họ thích từ lâu. Vì vậy, tất cả số tiền tiết kiệm ở nhà đã được sử dụng hết. Rebecca chết lặng. Trở về Hiệp hội Báo chí Hoa Kỳ, Rebecca tự bắn vào chân mình một lần nữa vì lý lịch của cô ấy được viết bằng tiếng Phần Lan. Luke yêu cầu cô tiếp đãi các giám đốc điều hành Nokia đến từ Phần Lan, nhưng làm thế nào cô có thể nói được? Sự yếu lý lịch đúng là một mớ hỗn độn. Cô ấy phải gắng chịu đựng. Cô thực sự không hiểu họ nói gì. Cô ấy tát thẳng vào mặt những người điều hành và nói một câu tiếng Phần Lan duy nhất mà cô có thể nói. Mọi người đều bị sốc. Không ngờ Rebecca lại rất may mắn. Đây đúng thực là một điều thú vị. Rebecca trở thành người có quyền trong thế giới tài chính. Tạp chí quản lý tiền của cô chính thức đứng vào hàng ngũ tạp chí chính thống. Họ lại được mời đến một bữa tiệc từ thiện. Rebecca muốn chọn quần áo phù hợp cho Luke, nhưng anh ta không mong đợi điều đấy. What I really need is a tuxedo, say 3 buttons, that's 48 regular, a white dress shirt and a black Vaniche shoe in size 10. Luke thậm chí còn quen thuộc với trang phục hơn Rebecca, bởi vì anh ấy là một người nổi tiếng ở New York. Tổng biên tập tạp chí tài chính nói với cô, anh ấy chỉ muốn bắt đầu tự khởi nghiệp và nếu anh không thành công anh phải về nhà và thừa kế gia tài. Rebecca bắt đầu bị thu hút bởi người đàn ông sau câu nói đó, nhưng cô ấy không có thời gian để theo đuổi tình yêu bởi vì chủ nợ đuổi theo cô mỗi ngày. Họ đã gọi lại cho cô ấy trong bữa tiệc, cô ấy lại phải nói dối, dì tôi gặp tai nạn khi nhảy dù ở Phần Lan. Ham muốn mua sắm quá mức đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của cô. Người bạn thân đã mang cô ấy đến một cuộc họp thuyết phục người nghiện mua sắm. Trái tim bình lặng của mọi người lại được cô khơi dậy. Cô giáo ở đó rất tức giận. Trong cửa hàng, Rebecca thấy giáo viên cũng đang mua sắm linh tinh.
cô ấy cũng bị mê hoặc bởi lời của Rebecca. Hôm đó là một ngày chó nhảy gà bay. Cuối cùng cũng đến ngày của bữa tiệc từ thiện. Rebecca nhìn thấy biên tập viên của tạp chí thời trang. Cô ấy muốn tiến đến để giới thiệu bản thân nhưng bị trêu chọc như một chú hề trước mặt thần tượng. Rebecca hơi bực bội. Luke đến an ủi cô, bầu không khí lãng mạn. Họ nghĩ rằng đã đến lúc bắt đầu một mối quan hệ. Cái váy này rất đắt, gần bằng một tháng lương của cô ấy. Nhưng vì để trông đẹp hơn trên TV, Rebecca đành nghiến răng và mua nó. Bạn thân của cô sắp kết hôn. Để trấn an bạn thân, Rebecca đã thề và nói rằng cô sẽ bỏ chứng nghiện mua sắm của mình. Hôm đó, hội người nghiện mua sắm mời một bà tên Cóc làm nhóm trưởng. Rebecca trực tiếp đến đây với hai chiếc váy mới. Nhưng cô không ngờ rằng bà trưởng nhóm mới này rất ác độc. Bà ấy như giết chết Rebecca vì bà đã tặng miễn phí chiếc váy mới của Rebecca cho cửa hàng từ thiện. Rebecca chết lặng, chờ cho đến khi cuộc họp của hội nghiện mua sắm kết thúc, cô ấy liền quay lại cửa hàng để lấy lại chiếc váy của mình. Nhưng những gì đã được cho thật không dễ dàng lấy lại. Cô ấy phải trả tiền một lần nữa để mua váy, một là váy phù dâu của bạn thân, một là chiếc váy rất đắt tiền. Which is more important? Rebecca không có đủ tiền để mua hai cái váy đó. Vì vậy cô từ bỏ váy phù dâu, rốt cuộc mang cái váy đắt tiền đó để lên TV. Rebecca đang nói về cách quản lý tài chính của mình trên TV. Không ngờ chủ nợ đột ngột xuất hiện, tiết lộ bộ mặt thật của Rebecca trước khán giả cả nước. Giờ thì ai cũng biết cô ấy đang mắc nợ. Rebecca muốn giải thích với bạn trai của mình, nhưng lại vô tình nói rằng mình là người nghiện mua sắm. Mọi điều cô ấy nói với Luke trước đó bây giờ đều trở thành lời nói dối. Luke thất vọng rời đi. Cô rất buồn. May mắn thay, cô vẫn luôn còn một người bạn thân đứng đợi cô trên đường về nhà. Nhưng người phụ nữ điên trong cửa hàng từ thiện bỗng đến từ phía sau khi mặc trang phục phù dâu của cô bạn. Bây giờ ngay cả một người bạn thân cũng rất giận cô ấy. Cha mẹ nhìn thấy con gái xấu hổ của họ trên TV, quyết định bán CRV để trả nợ cho cô. Rebecca không muốn họ hy sinh vật chất của họ cho mình. Mặc dù người bố nói rằng thành viên trong gia đình là quan trọng nhất, Rebecca vẫn quyết định bán tất cả áo quần của mình để trả nợ. Cô ấy đã mời những người nghiện mua sắm giúp sắp xếp mọi thứ. Đầu quỷ nhìn thấy Rebecca cải tạo quy biên, bà ấy đã rất xúc động. Rebecca nhìn lại chính mình, hàng hóa từng được nâng niu đã được mua bởi những người khác nhau. Mặc dù không muốn, nhưng cô buộc phải làm. Bán hết mọi thứ, cô phát hiện ra rằng cô đã tiêu rất nhiều tiền cho quần áo và giày dép. Cô trả nợ thành công và mua lại váy cho phù dâu của mình. How'd you get it back? Did a deal? Cô được bạn thân tha thứ. Chỉ có bạn thân mới hiểu được mong muốn mua sắm của nhau. Rebecca chạy đến và ôm chầm lấy cô bạn. Rebecca mặc váy phù dâu rất bình thường. Cô ấy vẫn rất hào hứng với áo quần ở cửa hàng. Nhưng bây giờ cô không còn dám tùy tiện mua đồ nữa. Cô ấy sải bước qua từng cửa hàng một, cuối cùng cũng tìm lại được tình yêu của mình. Mọi người phụ nữ đều có một tín đồ thích mua sắm của riêng mình. Tôi thích mua sắm, nhưng có chừng mực. Suy cho cùng, không phải ai cũng may mắn như Rebecca. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi tiêu tiền.